Trong cái mùa này thì chúng ta lưu ý 5 cái bệnh lý đường truyền nhiễm có thể lây qua đường hô hấp hoặc là cái đường tiếp xúc, thì chúng ta sẽ cần có những cái biện pháp để mà vệ sinh, để mà tránh những cái tác nhân mà từ các cái đường tiếp xúc, ví dụ như thông qua đồ chơi của trẻ này, thông qua quần áo thì chúng ta cần phải vệ sinh các cái vật dụng của trẻ. Những cái bệnh lý mà đường hô hấp thì chúng ta sẽ cần phải có những cái vệ sinh của đường hô hấp, đường mũi họng cho đầy đủ, cũng như là sử dụng những cái sản phẩm mà có thể sử dụng hàng ngày để mà phòng bệnh cho bé. Về mặt để tăng cường sức đề kháng thì chúng ta cần phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, thì dinh dưỡng nó phải cung cấp đủ những cái chất trong bốn cái nhóm chất thì nó sẽ cân đối để cho trẻ có một cái hệ đề kháng khỏe mạnh, đặc biệt là cái chất đạm, tại vì chất đạm là nó một cái chất mà nó sẽ giúp cho tạo ra cái hệ miễn dịch ở trong cơ thể, những cái globulin miễn dịch là từ protein đó. Do đó chúng ta cung cấp đầy đủ bốn nhóm chất là đạm nè, đường nè, tinh bột nè, cũng như là những cái rau xanh, các cái loại vi chất chúng ta cung cấp đầy đủ cho trẻ. Và đặc biệt là trong cái mùa này thì chúng ta vẫn không quên là cung cấp đầy đủ nước, bởi vì cái môi trường khô, những cái nếu mà để cái vùng mũi họng nó khô thì vi khuẩn cũng sẽ rất là dễ xâm nhập. Ngoài ra thì nếu mà chúng ta lưu ý thì có thể là cung cấp thêm một số cái những cái thảo dược để mà nâng cao sức đề kháng cho trẻ, thì ví dụ như là mình cho uống nước táo, nước trái cây này, nước táo, nước cam, nước chanh vân vân, thì cũng sẽ giúp cho trẻ tăng cường sức đề kháng để phòng bệnh trong mùa này.